Ok, hello anh, xin chào anh em nha anh em ơi. Hôm nay thì mình cũng xin hướng dẫn với anh em cách tăng côn lùng đao. Côn lùng đao đỡ đi tống kim và côn lùng đao đỡ solo tầm level 12, 13, 14 ít thì nó như thế nào nha anh em ơi. Tại vì côn lùng đao thì theo mình thấy thì tầm cái cấp này thì không thể nào mà full được cái đường đao được. Và nên là chúng ta phải chia ra làm hai nhánh, một nhánh là tăng đỡ đi tống kim, đỡ lát lực tay cực khủng đỡ có thể đến đánh tống kim và máu được hài hòa. Và ở cái thứ hai đó là công lôn đỡ một solo. Công lôn một solo thì lực tay nó sẽ bị yếu đi khá là nhiều. Và sau đây Khả sẽ xin phép hướng dẫn cho anh em cách tăng công lôn mà đỡ đi tống kim cho anh em. Đầu tiên Khả sẽ chỉ anh em cách tăng công lôn rồi đi đánh tống kim. Hiện tại bây giờ thì Khải thì cũng khá nhiều đồ kiểu môn phái, nên là lực tay theo Khải thì tầm này thì tăng đại thánh vào mắt lực tay rồi đánh tống kim thì cũng khá là cao. Ok, và bây giờ anh em coi thử Khải tăng nha. Hiện tại thì cái đầu tiên là cái quan trọng nhất của chúng ta đó là chống phái thì không còn nói rồi. Vẫn quan trọng nhất của con lôn để có thể đánh tống kim một cách tốt nhất đó là cái chiêu hiền thiên vô cực. Anh em tăng cho mình làm sao làm vừa đủ 20. Hiện tại mình đang ăn mùng nhất kỹ cầm 1, nên là làm sao làm cái này đủ 20 là đẹp đẹp nha anh em ơi, không nên tăng nhiều. Tại vì 19 này lên 20 là nó sẽ được 30 kháng phản đòn. 30 kháng phản đòn mà từ 20 lên 21 thì cũng vẫn là 30. Anh em thấy không? Giờ mà lên một cấp nữa cũng vẫn là 30, nên là mình tăng 20 thôi, không tăng nhiều. 20 là vừa đẹp rồi, khỏi bị dư điểm. Tiếp tục chúng ta để ý đến đó là chống phái. Chống phái thì anh em tăng mắt cho mình, mắt hoặc là vừa đặt tóc thôi. Như Khả đây là đang mang cái đao hồng kim 273 cấp, nên là Khả phải tăng mắt chống phái đỡ có thể đặt tóc 126, 31 này, 32 này, 33. 33 thì mới có 119 thôi, vẫn thiếu 7% tóc, vẫn thiếu 7% tóc đỡ đặt móc 126, nên là mình phải tăng thêm một điểm nữa. Đó, 132. Cái điểm cuối cùng này rất quan trọng, vừa tăng lên một cái là tăng 7% tóc luôn. Đây, 119. Ui, 13 chứ, tăng lên 13% chứ. 119 mà nhảy lên 132 là đạt tóc 126 luôn em. Đó. Là trong phái chúng ta tăng vừa đủ, miễn sao đạt tóc, nhưng mà đây thì vừa đủ 34 là đạt tóc luôn, không tăng được nữa đây, thấy chưa. Rồi tiếp tục chúng ta đợi đến chiều côn lùng đập pháp. Mắt côn lùng đập pháp là lấy chí mạng và sát thương. Côn lùng đao pháp 59 chí mạng, hiện tại mình đang có 4%, 4 cái kiêu hỗ trợ nữa, nó là chí mạng khá là cao. Rồi tiếp tục chúng ta đó là chiêu nhất khí tâm phu, đây cũng là một chiêu hỗ trợ chí mạng khá là khủng của côn lùng. Côn lùng chúng ta đa số đánh hướng về chí mạng là nhiều, như anh em thấy nè, đây 24 là được 59, đây 24 được 39, nữa là hiện tại Khải đang có là 98% chí mạng rồi. Đó, anh em thấy khủng chưa, 98% chí mạng. Rồi chúng ta tiếp tục để ý đến chiều cuồng phong sạo điện kiều 6x xích cung luôn. Chiều này là hỗ trợ tầng 2 khá là tốt, giật đam khá là ok. Chúng ta tăng mắt. Cái này đường này là chúng ta tăng theo đường đánh tống kim nha anh em. Tăng theo kiểu này là đỡ đi đánh tống kim nha. Bao đẹp luôn. Và chúng ta để ý đến tiếp tục đó là kiều 1x. Chúng ta có thể tăng đầu tiên thì tăng nó khoảng 10 điểm thôi. Còn lại là chúng ta có thể hỗ trợ vào hai cái kiêu này cho nó hợp lý, rồi chúng ta sẽ đẩy thẳng về một ít sau. Đầu tiên đó là thanh phong phu. Thanh phu thì đây là một chiêu tốc độ di chuyển dành cho con lôn. Nhưng mà đi tống kim á thì hiện tại Khải có cái đôi giày là 55. Anh em tăng cái kiêu này thì từ từ ra. Hiện tại điểm cũng khá là nhiều, đỡ chúng ta tăng mát một ít đi. Mát một ít trước. Một ít trước này lấy lực tay này. Đó, mát hết một ít là chúng ta đang có 3.900 với 5.100 đam rồi, trong khi đó chưa tăng sức mạnh nha anh em, chưa tăng sức mạnh nha. Rồi chúng ta còn 22 điểm, giờ bây giờ chúng ta phân sao cho nó hài hòa với kiêu tốc chạy và kiêu kháng thiên thanh địa chập. Đây là 55 rồi. 55 rồi, đã khải tăng thêm 46 nữa sẽ đạt tốc 100 cho cái hỗ trợ đôi giày này. 28 30 38
40 44 rồi 44 46 rồi, còn lại chiêu kháng này thì tùy server thôi, có server thì tăng 4 điểm sẽ nhảy một kháng, có server sẽ tăng 2 điểm nhảy một kháng, và có server tăng 1 điểm nhảy một kháng, là tùy server thôi, anh em tăng sao cho nó hợp lý anh em là được. Nè hiện tại tăng thêm một kháng, một cái nữa là lên 15 điểm đó, không tiếp tục vẫn là 15 thôi, không khác nha anh em ơi, anh em thấy không, tiếp tục này vẫn 15 đó, tiếp tục vẫn là 15 11 11 15 tiếp tục vẫn là 15 11 15 đó, anh em thấy không, nói chung là tùy server thôi, nên là anh em hai cái kiểu này thì không quan trọng, nhưng mà anh em phải tăng sao cho nó hợp lý với cái nhân vật của mình rồi. Ok, sau khi tăng kỹ năng xong thì bây giờ thì Khải sẽ tiếp tục tăng về điểm tiềm năng. Như Khải đánh tông kim hoặc là đánh solo thì Khải để ý thì cung lôn là một trong những môn phái lực tây khá là ok, chỉ cần tăng bên kỹ năng thôi mà lực tây là lên hơn 5k rồi, nên là cái điểm sức mạnh theo Khải nghĩ thì anh em nên chỉ việc tăng theo nó khoảng tầm 5k5 lực tây hoặc là tầm 5k7 thôi, rồi chúng ta sẽ dồn thẳng vào hết máu, đỡ có thể lái sinh lực cao, đỡ có thể nhồi máu và đánh trong tông kim, đỡ có thể trâu bò hơn. Đỡ Khải tăng lên khoảng 5k5 thôi, 5k5 thì được máu bao nhiêu. Tại vì máu cùng lồn nó rất là yếu, yếu sinh lý, đam to yếu sinh lý, nhưng mà nên là chúng ta phải không cần tăng quá nhiều, vừa đủ là được. Đây, thường thì Khải sẽ tăng cho ạc của mình là tầm khoảng hôm trước thì Khải tăng đến 350 lận, nhưng mà theo Khải nghĩ thì được cái đó là đánh theo kiểu là kéo xe. Hôm nay Khải đang chỉ này hướng về cánh là đánh solo một mình, nên là theo Khải thường thường thì Khải tăng tầm 190 sức mạnh thôi, 190 sức mạnh là hợp lý, không còn tăng quá nhiều, 180 thôi đó, là lái lực tay khoảng 5k7 thôi, cho đúng rồi 5k7 thôi được rồi. Rồi chúng ta full về sinh khí, cũng luôn lực tay khá là cao đó, được 5k7 đó. Đây là chúng ta, đây là cách hướng dẫn tăng cho anh em cách đánh cung lôn, cung lôn đánh tống kim cho anh em, cung lôn là đánh tống kim gọi là bao phơ luôn nha, lực tay 5k7 đó, lực tay 5k7 lực tay 5k7 nha anh em. Kháng thì boost lên khá đẹp, tại Khả đang mặc một set ăn bang, set ăn bang với lại bao tay xương tinh, áo xương tinh, giày vù ảo lái khăn lôi chọn, và cái đao xương tinh 327 3 cấp vừa đặng móc 126 luôn, khá là hơn, cánh nhất cửa là đặng móc luôn đó, anh em thấy không, tầm này bảo đảm vào đóng cái đóng kim đánh bao chắc luôn nha anh em. Server 1 ạc hay là kéo xe gì đó thì tầm này là hỗ trợ của Nga My hay là đánh một mình là quá tốt, quá mạnh luôn. Ok anh em có thể xem qua một lần nữa nha. Có nhiều anh em thì có thể ham muốn lực tây quá thì chúng ta có thể tăng lên tầm 6k1, 6k1 lực tây hoặc là 6k thôi. Thì lượng máu nó còn xuống khá là thấp, tại vì tầm này thì máu cũng luôn dưới ngựa tầm 3k3 là được. Dưới ngựa 3k3 là được. Đây là đồ có hồng kim nha. Nếu mà không có hồng kim thì anh em chỉ có tầm khoảng tầm 2k9 thôi, không có nhiều đâu. Anh em tầm này thì tăng theo Khả như này mà mang đồ thường, đồ xanh bình thường á, không có sức lực cao thì máu tầm 2k8, 2k9 thôi anh em ơi. Nên là Khải nghĩ là tăng tầm này là ok rồi. Vừa đạt móc 5k7 là lực tay vượt ok rồi. Vô trong tống kim á, chúng ta có hỗ trợ của thiếu lâm tăng lên 300 lực tay nữa thì chúng ta sẽ vừa đạt móc 6k luôn là hợp lý. Rồi anh em đang xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ cũng như ủng hộ video nha anh em ơi. Ok, cảm ơn mọi người, bye bye anh em nha. Anh em có thể theo dõi những video theo hướng dẫn khác của Khải nha anh em.